Mở đầu video mình thân chào ông bà cô chú anh chị em. Vậy đi lá lốt quá trời luôn. Mình cũng nãy có hỏi anh kia rồi, anh kêu vô tự cắt đi. Giờ mình tự cắt luôn. Dạ bây giờ cũng bắt đầu mưa lâm râm luôn. Bây giờ em cắt kịp hay là mưa trước em nữa nè. Mưa rồi. Thôi về đi, chút xíu qua cắt tiếp. Đưa gỗ anh cầm nha. Đưa gỗ, đưa gỗ, đưa gỗ. Rồi chạy các bạn ơi. Chạy, chạy, chạy. Mưa ơi. Như đây đủ chưa? Ai biết, hên xui. Hồi cắt tên đi, bên bển quá nhiều luôn mà. Rồi bây giờ vừa tạnh mưa, bây giờ hai vợ chồng mình đi cắt rau tiếp nha. Gỗ nè. Cái lá nó bự nè. Cái này mới đã nè. Hết hồn. Dưới chân em nữa đó. Em lựa mấy cái bự bự em cắt nè. Trời ơi, đó nguyên chùm đó là bự không luôn á. Trời ơi, cái cây nguyệt quế phải không? Bự hết sức luôn ha. Anh. Dạ em cắt rồi nè anh, em gửi tiền. Vậy hả? Để vô này trôi không nổi. Rồi. Mưa tới nữa rồi. Vừa cắt xong mưa tới nữa rồi. Lắc gắt nữa rồi đó. Như đây vô mình lựa lá đẹp. Mình làm được rồi. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Mình đi chợ về nãy giờ rồi, bữa nay mình làm bò nướng lá lốt. Thì chiều hôm qua mình có đi qua nhà hàng xóm á, mình mua lá lốt nhưng mà ở bên chị hàng xóm chỉ cho chứ không có bán. Mình đem về nè, để mình lặt mình rửa. Giờ mình rửa mấy cái lá, mình lựa mấy cái lá non á, để mình rửa riêng ra, mình lát mình sắc nhuyễn để mình ướp vô thịt đó cho nó thơm. Còn
Còn mấy cái lá bự bự này á, thì để lát mình cuốn, cuốn bò để nướng. Giờ mình lặt mình rửa cho sạch đi, để cho nó ráo nước. Hạt lá non này để ướp thịt đó. À, còn cái lá bự này mới là cuốn đúng rồi, cuốn bò nướng ngâm rửa. Ở trên bếp á, nấu nồi chuối để tráng miệng. Chuối chuối sáp với chuối già. Cái này hồi sáng á, mình mua 2 kg thịt bò, mình về mình rửa sạch sẽ muối chanh rồi rồi nè, cái mình cắt ra nhỏ 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 để chuẩn bị mình xay. Cái mình có mua thêm á, mấy trăm gram mỡ heo nữa để trộn vô chung, xay chung á, cho nó béo nó mềm á. Ở đây là mình có hành tím với tỏi, mình cũng cắt ra nhỏ nhỏ nè, mình để vô đây, để chút xíu cái mình để vô mình xay luôn hết. Rồi này là mình lá lốt mình xắt nhuyễn nè, mình cho vô đây luôn, lát mình xay luôn. Này đường, muối, hạt nêm, tiêu mình cho vô luôn để mình xay trộn cho nó đều luôn á. Bây giờ mình trộn lên, cái mình múc ra trong cái cối xay thịt nè, mình xay nha. Để xay là ít ít chứ xay nhiều xay nó nặng cái máy lắm. Đây là nhuyễn rồi nè, giờ mình cho nó ra ngoài thao. Có cái cối này xay đỡ, hôm hổm mới không có, mình không có mua. Trời ơi, mình bầm cần thân luôn, nó lâu muốn chết. Cái lá lốt vô cái nó màu xanh xanh, cái nó thơm. Chín hết rồi, chuối nào cũng chín hết, nứt tung hết trơn rồi. Rồi bây giờ nhắc cái nồi chuối này ra luôn, bây giờ cũng khỏi nứt tung hết trơn. Mình sẽ xay xong rồi nè, giờ mình cho thêm miếng dầu hào vô, mình ướp cho nó ngon, nó thơm. Chút hết chai luôn. Còn miếng mật ong vô nữa, đồ nướng mà có mật ong vô nữa ngon hơn. Xong, bây giờ mình trộn lên cho nó đều. Nãy đây thì mình có đường, muối, hạt nêm, tiêu vô đây hết rồi, hành, tỏi. Bây giờ mình chỉ có để thêm là dầu hào với mật ong nữa là được rồi. Nhiều quá thôi là nghe cái mùi thơm nó lên rồi đó. Giờ mình đã trộn đều rồi nè, mình cho vô cái hộp đi, đừng mình để trong tủ lạnh á, tại vì trong thời gian này mình chưa có nướng liền đó, mình phải đi cắt rau, lặt rau, làm nước chấm đồ xong hết đi rồi mình mới ra mình cuốn, cho nên mình để vô trong
tủ lạnh đi bảo quản gì cho nó ngon hơn. Rồi đậy nắp đem vô để trong tủ lạnh đi. Giờ mình chuẩn bị làm mắm nêm rồi. Mình bằm khóm xong á, chuẩn bị mình làm mắm nêm nè. Mình bắt lên bếp, mình xào khóm cho nó chín. Rồi cái mình để cái mắm nêm vô luôn, mình nấu cho chín cho nó yên tâm ăn khỏi đau bụng. Mày yên tâm ăn khỏi đau bụng, nhưng mà ai có bị đau à? Đau bao tử ăn ít ít thôi nha, với viêm xoang mũi. Cho miếng đường vô chút xíu á, thì mình hay cho khỏi ớt thì nguội á, với chanh, và cho đường cho mình nấu chín lên là được rồi. Rồi cái mắm nêm của mình nó đã sôi lên, vậy là nó đã chín rồi nè, an tâm rồi đó. Rồi tắt bếp, bây giờ mình đi ra mình làm rau. Chiếc này không kịp ăn à. Tại vì còn cắt về nhà chán mới nữa. Rồi cái mấy ngày nay ăn gối cuốn liên tục cho nên nó ra không muốn kịp luôn. Gà cớ sự thế này. Chỗ này mình có cây gôm sống lên nè. Dưỡng lại. Ừ. Em tưởng đâu nó chết rồi đấy chứ. Hồi đó em đi bán khoai lang mà em có gao không? Gao chứ không gao. Thường thường. Là thường giờ thường. Bán muối, gao muối không? Thường thường là chị hay chỉ gao, nhưng mà là thỉnh thoảng em cũng có gao luôn hả? Có chứ, bán riêng mà. Vậy gao thử nghe cái rồi. Bán riêng mà. Tự nhiên giờ không bán khoai lang, kêu gao khoai lang bé. vậy bây giờ em bán nước gia đam xâm lạnh hay gì thì vậy em gao thử cái rồi. Không, em để tại chỗ em không có gao. Hả? Bưng đi mới gao chứ để tại chỗ mà gao cái gì, nó tự khùng. Vậy bây giờ có thể gao cái gì? Thôi anh gao kìa, sau lưng của em chanh dây nhóc luôn kìa. Ai uống chanh dây không? 5.000 chai mãi vô. Hả? Có trái gần chín luôn rồi đó. Nó còn ở ngoài kìa anh coi kìa, ngoài này nè. Ừ. Nó lủng lẳng ở phía ngoài hàng rào á. Ừ. Này dây đầu gồng lên đây nó cũng tốt rồi nè. Đầu gồng này chờ đợi coi bao lâu nữa nó có trái ta. Nó bò, phải cho nó bò lên mới được, này nó chưa có bò lên được. Ừ. Ba gao đắng anh biết gì không, bị con gì nó ăn hết trơn rồi nè. Nó bị cái gì rồi, bởi vì ăn tiêu hết trơn rồi. Con ốc hay là con gì không biết. Ôi bé này hả, nó lớn mỗi ngày luôn.
Sáng mình dậy vậy chứ chiều nó khác nữa rồi nè. Vậy mấy mê chứ. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa bà già. Để lộn cái cuốn nó ngược cho lên cho lại. Cái này bắt cái ghế đứng lộn cái cuốn nó cho lại. Ừ. Nó nằm dắt cho đỡ đi. Nhìn thấy cưng gì đó nó bóng mượt luôn. Ừ. Cưng cưng cái mà cưng cưng. Được ba trái rồi đó. Ừ. Ủa trái này nó ra nó màu vàng ha. Chết rồi, anh nghĩ trái đó hư á. Anh đoán á, để coi đúng không. Không bao nhiêu, ba trái đó nó cũng đủ nuôi cái một dây nó nuôi được rồi. Chứ ra nhiều quá nó nuôi đâu có nổi. À. Ồ, vậy là để em cắt cái đọt nữa coi coi. Cắt cái đọt này. Rồi. Cho nó nuôi. Đừng ra nữa không? Ừ. Để anh lấy cái ghế ra. Ừ, lấy ghế ra. Cho nó nuôi trái. Để sửa cái trái bên kia lại luôn. Rồi, chút nữa ra sửa sao đi. Để lấy cây rồi đàng hoàng rồi, rồi phải lấy ghế cao lên đứng mới tới em ơi. Đâu có. Đứng tới luôn hả? Em cao mà. Ghê ghê. Rồi cái cho nó bự lên chút nữa nó nặng á mình hả? Dễ lắm giống như là cột dây treo lên. Ừ. Cuốn không được đẹp cho lắm. Tôi nói là khéo tay hay làm. Còn mình không có khéo tay mà cũng hay làm. Em hay làm là em thường hay tối ngày em làm chuyện hoài phải không? Nhưng mà không khéo tay hả? Mà theo anh á, cái này em làm sao mạnh nó không rớt ra là được. Ngồi nướng nó không bị xúc xấu là được. Ăn sơm nó vô đây rồi. Ừ. Nó sẽ không xúc đâu. Chào. Anh xui. Đó. Đừng hỏi chắc. Không có cái gì mà chắc hết á. Nhiều khi đưa vô miệng ăn còn chưa chắc nữa kìa. Rồi có khi đó đúng không? Đưa vô miệng còn rớt ra nữa kìa chứ đừng nói chắc. Cho nên không có gì chắc. Cứ vậy đi. Bây giờ thì mình để than vô cái lò nè. Đó, mình đốt nó để hồi mình nướng. Nãy giờ mình cuốn á. Xong cái mình mới phát hiện ra mình cuốn sai. Vậy hả? Mình lật về sai. Nó đưa cái gân ra ngoài không đẹp đó, thấy không? Tại vì giờ lộn được cái lá lại. Nè, em cuốn cho lại rồi nè. À. Nha. Đó, cuốn ngược lại nó đẹp hơn.
cuốn ngược lại đẹp hơn. Ừ. Màu xanh lên không? Ừ. Vậy em cuốn này anh đốt than xong rồi anh. Em xuống mình nướng đi. Ừ. Em này cuốn. Làm vậy cho nó mau, anh rót một chén dầu ra cái anh quét lên đây nè, anh nướng này. Ừ. Nghe mùi thơm rồi đó. Thử coi. Rồi anh coi chở nha. Xuống cuốn tiếp. Ừ. Giờ này nghe gà gái tới 12 giờ trưa. Đó nhớ đi học á không có đồng hồ á. Cái canh gà gái với gì. Trời mà đứng bóng anh biết không? Ừ. Đi ra ngoài sân á đứng coi coi, coi, coi coi đứng cái bóng mình chưa. Ừ, canh giờ đi học không á chứ đâu có đồng hồ đâu. Ừ. Ngủ á ban đêm á thì cũng vậy á. Nghe gà gái là biết là mấy giờ vậy đó cứ đón vậy. Ừ. Hồi đó gà gái chính xác lắm nha. Chứ không phải như bây giờ gà gái cũng lung tung. Nó muốn gái nào gái. Cái dĩa này có gì có ra nha. Ừ. Né khó luôn. Sao trước vắng tanh. Ừ. Sao vậy chứ đâu.
Rồi gia đình phải thận tới rồi. Hello Nam. Chào cưng. Chị Thống nhà chồng. Chào con. Chọn cho chọn sai, chọn sai người á, mấy lần chọn bồ lầm rồi. Mặc bồ lầm. Cháy bí gợ đó con. Bà có tay chồng á. Ừ, dục hột đại mà nó lên vậy đó. Em chồng như là quéo hết. Nó lên mà nó giật mình á. Hết hồn chưa vậy thằng? Hết hồn chưa bà già. Nó dựng như biết nó cưng ghê. Kiếp thật. Thảy đại đó chứ đâu có nhiều nó đâu. Ăn bí á. Để cái thảy cái hột ra sao nó lên. Lên cái cho nó bỏ anh vàng nó vậy luôn á. Chồng chơi ăn thiệt đó. Mà chồng thiệt không có ăn. Vàng coi đã. Nay ăn đồ nướng. Nướng chén này. Ừ. Bán hết trơn vừa là nướng vừa bán. Vừa đốn. Rồi chuyển mưa đang kỉnh luôn rồi. Rồi bắt đầu thấy mưa lâm râm luôn rồi đó. Mưa lớn nha. Nãy quên em thêm bộ đồ tắm. Tắm mưa hả bây thật. Hết hả? Sao hè nhà em nhóc luôn cái này. Hết lá rồi. Hết lá hả? Ôi hôm qua hái nhóc luôn vậy mà. Bây giờ rồi thổi ớt vô. Mưa bây giờ ồn áp miếng luôn rồi.
Dưới hai nhiều quá trời luôn rồi. Rồi. Tiếng chuyện nhà nghe thông báo Út Đạt xuống à. Chào hết luôn nha. Anh Năm thằng mưa. Rồi. Xuống mùa lúc nào cũng mưa vậy. Ừ, rồi rồi. Mỗi lần nó kêu xuống là con lầu trời mưa không? Giờ nào muốn trời mưa là phải yêu cầu là kêu xuống đây là mưa. Ờ con. Rồi. Tin một kệ. Trời ơi, gặp cái gì hấu đi đó. Bảy mua. Bảy thượng mới mua. Rồi. Bánh mì. Tính ăn bò lá lốt mà bánh mì á. Đặt mua thêm trái dưa hấu nè. Trong 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 dưa hấu rồi. Rồi rồi. Ăn cắt ngay anh đã. Ăn đã. Nó có ra nụ trái nhỏ không? Có nụ trái nhỏ chút xíu chưa là không đậu, không đậu. Hồi trước á bạn ăn xong mới dùng hộp ở chỗ cái gốc mình ăn đó. Nó mọc lên. Nó mọc lên rồi cái nó chết. Tại đất đầu ăn. Từng bữa trồng mấy hồ lô luôn nữa mà ra trái hoàn toàn nha, ra nụ à. Cái cây lan đậu. Không. Năm tháng rồi. Dai dữ ta. Ờ. Bữa hổm cái chậu lan đó em ginh ra đó đó tiền. Nó bự cỡ này là nó luôn nha, nó không ừ. Ừ. Cột gỉ lên, nó không vài bữa nó kéo nguyên cái nhánh xuống luôn á. Đẹp cái võng cho nó chị. Không rảnh không cần nằm võng cũng được. Năm lấy cộng dây ni lông mà cộng nguyên cộng dây bự bự á, dây ni lông đựng xé để cộng bự đó. Cột như chỗ cái cuốn á, cái cuốn vô trong cái thân của nó đó. Cột gỉ lên nè, tại cuốn này chắc lắm, không có sợ không có sợ xúc. Thôi đây lấy cái khẩu trang á. Lên, mát còn đen rồi đó. Chắc đứt à. Đứt đâu? Đứt. Cái nó bự mà. Không làm nó giỏng. Hiện bây giờ á, Bảy Thượng nói là hiện bây giờ là được. Cái trái bí cỡ bây giờ á là chơi khẩu trang vô được đó. Còn bự hơn nữa thì mình đổi nữa. Đổi gì nó mau lớn lắm á. Ăn chuối. Lấy đầu treo lên được rồi. Có đã. Ba trái à. 4 trái, 3 trái. 3 trái. Ba trái đậu rồi đó. Còn mấy trái kia thì chờ đợi. Mấy trái kia còn nhỏ. Còn cái nước lại thấy là hẻo rồi đó. Thôi bứt bỏ cho kia bò ra đây. Cho mấy đau lên. Bứt bỏ gì bớt rồi để cho mấy thằng kia nó bò lên. Mà nghe hâm he nó cũng có ga đó. Bí đao ngắt gọt chưa? Ga trái rồi đó. Đã. Nè, 1-2 trái nhỏ thấy chưa nè. Mớp đây nè. Mấy trái này không có lớn. Vậy hả? Mấy này là mướp đĩa. Còn trái trên nữa kìa. Thấy rồi. Cái này mút đĩa nó như con đĩa à. Vậy hả? Ủa, xài bị gì mục ghê vậy? Anh cũng chưa biết luôn. Bí đao đó. Bí đao này quá lứa rồi, ngắt đọt đi. Sao có lý cho? Bí đao này ngắt đọt được rồi. Vậy hả? Nó dài quá rồi. Vậy ngắt luôn đi, cứ ngắt giùm luôn đi. Ngắt đọt để cho nó lẹ ra trái. Cái nhánh chính đó không? Cho nó lên trên luôn đi. Quá dài rồi. Còn cây thấp ở dưới kìa ngắt luôn không? Cỡ đó ngắt được chưa? Được. Ngắt cho nó đâm cái đâm nhiều đọt lên, rồi với lại nó giống như nó thúc cái cây á, cho cái cây nó mập. Cây nó mập rồi với lại mình ngắt đọt mình thúc vậy đó là nó ra trái, nó ra trái sớm chứ không ngắt nó ra trái trễ lắm. Quá đã rồi, mấy trái bí này ngon rồi. Kiếm miếng lưới treo nó lên một hai cái đầu túm lên làm võng gì đó treo lên được rồi. Còn cái trái ngay cái máy anh quay luôn á, ngay cái máy ngay đầu anh nhìn lên á, trái nó không biết đậu đâu. Anh thấy nó vàng vàng rồi. Không biết sao vàng vàng. Anh nghĩ rằng nó hơi nhiều khi nó non. Cái này rồi, trái này hình như chắc không đậu rồi. Sao em thấy cái gì đó? Cái bông mà nó có lá nữa. Mà sao ngộ vậy? Như chỗ này em chỉ mới thấy á. Cái bông mà sao nó ngay lá? Chỗ bông có lá nữa. Chắc trái này không đậu à. Mưa luôn rồi. Mưa vô cơ ơi, ứ à. Trời đã. Thấy ra cái khoét bồn cũng biết bự. Nó lớn cái gì nó lẹ lớn lắm á. Nó lớn mỗi ngày luôn, ra nhìn thấy là nó mỗi ngày đó.
nước ngoài ta trồng bí ngô mà bí khổng lồ á, ngô mà không biết đem hộp gì đó cũng khiếp nha, 500-700 kg trái bự lắm. Ngoài Đà Lạt có trồng không mà nó không có bự nha, trái vài chục ký à, 30-40 ký, 40-50 ký à, Đà Lạt có trồng quá trời hàng là bí ra cái là. Rồi còn gì nướng không, đem chuối xuống nướng nè. Chuối sao lụi nướng. Nó lúc mua là hái đâu anh? Hái cái bên nhà, gần bên nhà nó không mua mà không bán mà cho. Chơi gì tôi đúng mà sao nhiều quá trời á. Mỗi lần ăn lên vệ sinh không? Đầy dưỡng vẫn mọc như cỏ rồi. Mà tính ấy bà nó trồng trên dế ăn. Thì than này mình lưa nướng lửa từ từ rồi nè, nó mới ngon. Không có ép. Ủa cái gì bí đó là năm chồng hột hay là mua cây con vậy? Năm mua về ăn cái giải hột cái lên luôn, hên nè. Đúng hên luôn. Lúc trước mình cũng giải hột vậy đó, giải hột cái ăn chuối ăn đọt, giải dày lắm. Nhiều lắm, nó bò ra ăn đọt á. Đọt bí ăn ngon. Phải túi ra đó hả? Đâu kẹp thử với bánh mì ăn nó ra làm sao? Tiện giật á. Nhớ lúc trước có cái ông nào ở ngoài phường Tư á, bánh máy bánh mì nhà mì lá lốt, bánh mì lá lốt là cái bài bản dữ nha. Ừ. Ồ, cái tiêu cuối cùng mới là bài bản đó. Tay làm hàng nhai phải không? Đúng rồi, 5 triệu liền 5 cũng đó. Đó đó, thấy mình nhét nhét không? Ông đạt luôn kìa. Cũng có nhét nhét luôn, tay làm hàng nhai luôn. Đạt ở dưới đây còn một sâu cúng rồi ha. Chính rồi. Ủa rác đâu đúng không? Chuối chấm mắm gì mà rồi mời cả nhà ăn quà nước lá lốt với gia đình mình nha. Rồi mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn quà nước lá lốt với gia đình Việt Nam. Cả nhà đi đâu thấy một nồi rồi. Đường chỗ đường lắm ơi, đường hả? Đường có đường chị nặng hả con? Ê nặng canh bạn tắt vô thêm nữa. Chua nó chua ngọt hả? Đường đường cao đậu dưa leo. Con mắt chị lấy chén nghe chi chạy đường để chưa vô đây được chưa? Bớt bún ra con, bớt bún ra tí. Bún vô luôn hả? Để cái dĩa con, để lấy dĩa á. Em cứ để trên bàn đó đi, hồi có chuyện xài. Bàn kế bên đi. Mời em ơi. Ủa
chứ ăn tiền đâu. Vậy đây. Lấy nước chấm. Uống nước chấm. Uống chén đi. Thôi em với lên chén rồi chị. Tiến đưa chén qua Út Đạt đủ chén chưa Út Đạt? Có rồi ha. Không phải nước mắm tại vô nhân không ăn mắm nêm. Có mớ nước mắm thì ai muốn ăn nước mắm thì cứ ăn. Dạ, giúp gấp đôi nè. Nó mới bị mỏng. Gấp đôi lại thì nó nhỏ quá. Sao nhỏ lắm nè. Cuốn cho bá đi. Cuốn cuốn bằng mắt giò luôn này chứ nó nhỏ. Rồi tới liền, tới liền. Bài nó nhiều nè, trăm ơi. Ơi. Anh có nước mắm. Anh làm nó khỏi chấm. Lấy cái muỗng sau lưng anh dùm cho. Nghiệp, qua ngày không ăn. Đâu quá nó không bị là hồi xưa đi học có cái ông ưa bán có bán bánh mì lá lốt nữa hả? Dạ cũng bán lá lốt nướng mà có thêm mấy ổi mì vậy đó. Ừ chị kêu tụi ăn bánh mì lá lốt luôn nha. Dạ cho cắn miếng rồi năm đi ra ngoài có là chợ nó nướng quả lá lốt á không biết tao bỏ cái gì mà nó thơm ghê luôn vậy. Thơm nó thơm thì sao nó thơm thơm lá lốt hả thơm vậy đúng thơm gì đó thơm còn nữa đi xa xa là nghe mùi rồi đó vậy hả mùi đó bị ghiền đó cái này có để gì lá lốt xay vô đó nữa nha dạ. Ừ xay lá lốt để vô á không không sao nhà là cháy máy luôn á cháy máy luôn à không chơi đâu cháy máy luôn rồi đó hiện bây giờ đen hiện bây giờ á là chờ đợi coi chờ chút nữa xài coi nó còn chạy hay không chứ mới nãy nó nóng máy nó ngưng rồi mua đem về mới rửa sạch sẽ rồi để ráo nước mình xài. Bò nó có cái ăn lên năm. Ừ. Cả nó miếng à. À. Nào em cuốn à. Rồi. Ăn liền. Tôi tính người thuốc chua mắt nha. Bán 1.000 đồng trái á. Dạ. Thấy mắt. Mặt. Ừ. Còn thấy nhỏ xíu à. Ăn miếng. Muốn chuyển sang trồng thuốc chua. Lấy hột ươm trồng. 10 con heo có ăn. Ăn thấy ngọt không được cái ta. Nó ngọt không ngon. Mình đã ăn mấy không? Thật cái đào. Cái đây con lấy. Ừ. Cái này con lấy luôn. Có được ngọt quá. Ngon không? Tiến cuốn này chứ bún chứ không có là... rau không ta con cuốn miếng xà lách đi tập ăn con chua à. Cái bò lá lốt thì ở ngoài nó có lá rồi à, lá rồi có cả cuốn rau nữa ăn mà chuyện có lý anh phục vị kỹ sư rồi đó nhìn cao cái hẳn tiền xe mạng phép đốt này ba cuốn nha ba lộn ba viên nha tại này không có bún mua 2 kg bò rồi thêm nước với mỡ mà còn dưa em về xào lá cách em về cắt lá lốt nướng nữa người ta bán biết ta có bằng heo không ta có mỡ heo ừ. Mỡ heo nó mới mềm nó mới béo còn dễ đâu còn mấy miếng gì mắm nêm đây
Ngon. Ngon à? Rất ngọt. Lầu mũ kho té lầu này thương lo à. Hồi chú gấu này cuốn gì cả. Cuốn anh cuốn lên nè. Chấm đi, chấm đi. Đây đây đây, chấm liền, không ngại ngùng. Hãy chấm đi, đừng ngại ngùng. Ý gì đúng hả? Không có lấy gì đâu, lấy chú rồi. Ủa vậy hả? Hết hồn chưa? Gạt lia gạt lĩa chứ. Nhấm mắm ngon anh? Ngon, ngon. Đúng rồi Bảy Thuận ơi, một cái cuốn cần để ba cái miếng bò vô là mới hợp lý, ít ít là thấy gao với bún nhiều quá. Như là cuốn ăn gao không phải không? Nó là cắn, cắn kiếm muốn chết luôn. Đúng rồi, mới lấu cái bánh chén này nè, là phải ba cuốn, nó mới nhiều. Lên cuốn lại. Ừ, cái này cuốn hai cái không? Ừ, dùng nó ba. Ừ. Cuốn lại cho. Khớm cắt rồi sao cuốn này? Sao cắt đại? Có mấy miếng là bấm niên thấy nhiều dư quá tao để đại ra. Đi lên chưa? Chọn cái xà lách không? Không, xà lách sòn sòn. Nè, cái này cho ba miếng luôn nè. Mắt nữa hả? Ừ. Nè, ba miếng luôn nha. À, chiếc này ăn vô là đụng bò nướng rồi ha. Nói ăn mùi rau nướng thôi, rau cuốn không ăn. Rau chỉ thấy chú nhóc luôn. Đinh Hoàng nữa con. Cứ đứng vậy tính làm không. Ừ, không dám ngưỡng vô. Ê, mua hẹ sao, mua hai chậu 10.000 sao á. Có cây lên sẵn luôn, chồng ra sống kìa, còn hẹ kia gì đâu mà dỗ lần thử không thấy mọc rễ. Nó thấy không xong rồi. Ừ. Bởi vì tôi mua mấy ký anh chồng không, không có thu hoạch gì. Ừ. Đúng rồi, bữa Cưng nói xong chuyện ra chị nhóm thử chị coi coi. Thấy không xong rồi đi ra chợ thấy bà kia có bán vô chậu á. À, vô chậu là tức là người ta trồng nó sống thấy ngon lành rồi đó. Đúng rồi, đem ra trồng rồi. Ủa chứ ngoài hẹ mình mua hẹ hộp quá hả? Đâu đó người ta bán ký bán bó có mua về chồng á. Ờ thì hai chồng đó. Dạ. Rồi rồi em để đó đi nó em cũ ngon rồi nha, chất lượng nha, ngon sẵn đó. Ừ. Dạ. Thì bán hay già đó, vừa chồng đúng không? Không có tốt. Không tốt gì trên. Trồng hết mấy ký rồi. Ừ. Một cục nè, hai cục nè, ba cục nè. Em quấn ba cái cục bò nướng á. Ăn đã luôn á nha, ngon. Ừ. Ăn vô là cứ như gặp liền, gặp mồi liền. Mới nãy gặp mồi thoáng qua cái tới giao nhiều hơn. Chuối này.
không? Đó mới là đó, đó đó, chuẩn bị. Hết cuốn đó rồi ăn tiếp. Thôi không về quay. Mà cuốn không về quay ở đây đang hết trơn, không cắt máy xong là cũng hết trơn luôn. Ngừng luôn. Thấy vậy chứ đa số màu vàng còn nhóc luôn á. Lúc nào cũng làm nhiều. Ê bà con cô bác ăn nhiệt tình đi nha, chị năm một chút cuốn nữa nha, tại lá lốt kế bên nhà nè, xin về nướng nữa. Còn nhóc luôn á. À ăn đổ còn nướng nữa. Cái gì? Ăn hết đi. Ăn hết đi rồi tôi nhịn hả? Không có, còn nữa. Cái hộp chị làm nhóc luôn á Út Đạt ơi. Ừ. Chút cuốn tiếp. Còn dư hồi bó bọc đem về. Ừ. Nặng đạt. Không, là cái gì hết. Qua cuốn này mới là mặn rồi. Ở đây, ở đây. Tính ăn sống hẹ ngon ha. Hồi xưa không biết ăn nó hùng ginh. Xong rồi đó con, nãy giờ em đi làm 4 cuốn. Ghê vậy? Cái 4 cuốn luôn hả? Chuối trước mặt rồi á, con thích gì ăn đấy. Chú luộc gì á, ăn không tên? Dưa hấu. Dưa hấu hả? Ừ. Dưa hấu là chín tới luôn á. Trời ơi. Ngon ngay à? Dạ, chồng ghê con trái một á. Vậy hả, thầy? Nè, anh cuốn này anh ăn nha. Rồi, rồi, rồi. Ăn đi anh. Ăn đi. Lạnh ăn đã rồi. Ê cái gần luôn. Quỳ không ăn nữa hả Quỳ? Một cây luôn. Có cát nữa. Vậy à, rửa sạch rồi à. Mua. Mình nghe 7.000 á. Cộng má. Mình ăn trước. Nó mua bên tại gia. Cũng 10.000 tiếp. Đó mới vậy. Cái hấu là lấy trọng 5-3 tháng sau xuống ăn dưa nữa nha. Để cầm lên. Ra ngoài, giải ngoài. Ngay cửa gỡ bảng á. Bên đắt rau. Ừ. Cái đó có cát á. Cho mọc bên đó đi, kéo dây dựng đây. Bò ăn xanh hả? Bò ăn xanh. Nó gơm hả? Cỡ gơm có bò lắm. Chuyện lạ đó. Cái này cũng như thiếu có trái rồi kìa. Ừ. Ngon ngon nha. Lâu lâu ăn lại cái món này ngon nha em. Hồi lâu rồi ở Trà Vinh mình có ăn á. Chứ này em làm cái vị của cái bò nướng á, thấy nó đậm đà đó, ngon á. Nên nếm nó đậm đà hơn lúc trước á. Có xài cái lá lốt chưa? Không. Lúc trước không biết. Thì cái lá mình nướng ngoài á, nó cháy cháy cho nó bị bán mùi bớt rồi. Xài cái lá trộn chung trong cái mấy lá non xài. Thôi nha. Không phải ăn nổi nữa. Tuyệt vời. Bán lắm, không ăn nổi. Tùy theo cuốn. Muốn rửa tay còn. Để nó hộp.
Vậy là cái cục muối nó không đều phải không? Ừ. Cái chỗ nào trúng thì từ hạt nêm, đường, đồng. Miếng dầu hào, không có đường, không miếng dầu hào, nãy có miếng mật ong nữa nha. Thì đừng dầu hào là mật ong nữa. Nó ngon. Bỏ muối vô thêm nữa. Bỏ lấy. Ai, trời ơi, không có hết. Ăn ơi. Năm ơi. Năm ơi. Rồi rồi rồi. Nãy giờ ăn đã rồi. Đó còn hai cuốn nữa đó. Út Đài. Anh thấy cái cuốn này là lập lưu luôn á. Là cùng bữa cơm luôn đó. Nóng lạnh. Vô mưa cùng cháu á. Mày ăn cái tê tái luôn nè. Đừng ăn nha. Ăn như tê tái làm được đâu á. Bữa hổm có ăn trái kế bên á, anh Tư xuống anh nói thôi bỏ luôn. Bỏ à, giống như cứ nói vậy đó. Ờ anh cái kia chắc nó bị có cái eo không hay là nó xuống. Hả? Trái kia hả, xu luôn, nhưng mà anh Tư quyết định bỏ luôn, ảnh nói bỏ trái kia đi, có gì lấy lại trái khác. Lấy lại trái trên á. Ờ, lấy lại trái trên. Đâu là nó chung một cuốn á, nó thiếu cái dinh dưỡng. Cái gì đó. Ờ. Nó này nó nhìn như bí rồi con kìa. Nhìn mà thấy nó cũng lớn. Con này ông bữa mà xuống nha, còn khác rồi. Làm giống. Bí làm giống. À, kiếm giống bầu thúng mà giờ trước ở chị Vinh mua trái để bầu thúng rồi đó, trái lớn rồi đợt với chị mua trái 100 ngàn lên làm là giống bầu trái dài hay là bầu lô, hồ lô mà nó bự vậy nè. Ừ, là bầu thúng á, trái gần 20 kg á, cái giống lớn đúng không? Ừ. Cái đó mà mua mà ông treo vàng phải không, treo nó chắc sắm cái giỏng thiệt luôn á. Nó trước rồi cường lẫn nó sáu mày lên về vòng lưng trái sáu mày làm gì cho nó không, lấy cái bao á là nó giỏng treo cái ông đó ông chồng hả, dây bầu ông cái trăm trái luôn, cái nằm thì nó liệt địa với bụng mấy giây mà trái hết hồn. Video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Hãy đăng ký kênh xem quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.